Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2020, tôi đang đứng ở đây là ven bờ biển Phước Hải. Đây người ta gọi là bờ kè Phước Hải đây. Biển đây quý vị này. Hôm nay biển rất là êm và cũng là trong xanh nữa. Đấy thì cái đường tôi đang đứng đây ấy, là đường mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, tức là Đức Thánh Trần ấy, là một trong những người có công vô cùng lớn để giải phóng dân tộc, chiến thắng quân Nguyên Mông và đã được suy tôn làm thánh luôn, Thánh Trần. Thế thì giới thiệu quý vị một lô đất đi, gọi là đất mặt tiền đường này có diện tích là 70m² mà chiều ngang được 4m, thì 4 là dài sắp xỉ 18m. Thế giá đang chào bán là 3 tỷ 3 33. Đấy, tứ quý 3 quý vị ạ, nói thế cho dễ. Thực ra là 3 tỷ 350 thì còn thương lượng, nhưng mà tôi chào là 3 tỷ 33 đi cho nó dễ. Tứ quý 3. Thì nó là đất thôi và nó nằm trên cái mặt tiền đường này. Chỗ này là cái kiểu như cái chợ này. Vân vân. Ở đây ngay đây nó còn có cái chùa nữa. Thì ở đây rất là thích hợp để nghỉ dưỡng. Ai mà thích nhìn trực diện biển thì tôi nghĩ rằng một cái vị trí này là có thể nói là hiếm có luôn ạ. Với cái mức giá như vậy là vô cùng hợp lý. Vô cùng hợp lý. Và không có nhiều các cái vị trí mà để nhìn trực diện biển mà có đất thổ cư mà ở được như này đâu. Bởi vì hầu hết những cái chỗ ven biển này thì rất là mắc và cũng hiếm nữa. Hoặc là có nó thì nó lại quá to, nhưng mà đây nó là những cái khu nhà phố, diện tích nó vừa phải nên là cũng hợp với túi tiền của nhiều người quý vị nhé. Thì sơ bộ cho quý vị biết được cái vị trí này nó như thế nào. Đấy, quý vị nào quan tâm ở đây, đặc biệt thích về biển thì cứ alo cho tôi nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.